Trần Thu Hà và Thanh Lam với Mây của Đỗ Bảo. Xin mời hai chị lắng lại một chút xíu. Xin mời hai Trần và Thanh Lam. Quý vị thấy đấy, dù khoảnh khắc trở về cũng là khoảnh khắc chia xa, ngày đó thì mây nhớ về qua. Cái câu này hai người phụ nữ đã hát về chính mình đấy ạ, hát về giới nữ của chúng ta. Mây bảo là xin đọc tặng hai chị nhé, và khán giả cô bình luận lên cho là rất hay về cái bài này, bởi bài này cũng hơi khó để mà hiểu ngay khi nghe lần đầu. Thật nhiều cảm xúc khi đến với mây, có gì đó u sầu và cả thơ mộng. Mây xâm thực và chiếm hữu tâm hồn bằng một cách riêng của nó, ngọt ngào và tuyệt đối. Vâng ạ, chậm như cách mây thuộc về tôi, những cái từ rất hay mà Đỗ Bảo đã dành cho bài này. Tôi tin là quý vị sẽ muốn nghe lại bài đó 2 lần, 3 lần và n lần, và rồi quý vị sẽ vỡ òa ra là cái cảm giác của chúng ta về mây nó vô cùng giống cái cảm giác của chúng ta về phụ nữ. Chắc bài này phải cho đàn ông hát. Mây và nước đấy, rất là đúng rồi. Cho nên Lê xin phép được phỏng vấn hai thanh đào chúng ta một câu thôi, là hôm nay trong cái không khí của cái ngày mà chúng ta hướng về nửa thế giới của chúng ta, thì xin hỏi trước là chị Hà Trần, sau là chị Thanh Lam, là ai là người phụ nữ ảnh hưởng nhất trong cuộc đời của hai chị? Chị Lam ơi, em có câu hỏi chung cho hai người đấy, tức là ai là người phụ nữ ảnh hưởng nhất trong cuộc đời của hai chị, và hai chị ảnh hưởng đến ai nhất trong cuộc đời này? Thế là ok. Bây giờ phải nhớ anh Tú Xịt đánh cái đệm đà để cùng song ca đứng nhất đối. Đối với Hà thì người phụ nữ quan trọng lớn nhất trong cuộc đời của Hà là mẹ. Chắc chắn được là mẹ. Và hỏi thứ hai. Và Hà ảnh hưởng đến ai nhất trong cuộc đời? Là con gái. Đấy, chả thấy đàn ông. À, nhưng tôi hỏi phụ nữ mà đúng không? Lẽ tôi hỏi là người nào thì hay hơn đúng không? Xin mời chị. Để mai đêm mai hỏi lại, xong khán giả lại đến thì nghe. Và câu trả lời ngày mai. Thế thì Hà xin câu trả lời cho mình. Không, nếu mà hỏi là người nào thì câu trả lời ngày mai sẽ khác. Quý vị mà tò mò thì lại về đến ngày mai thì phụ nữ nha, thì như chị Thanh bảo vẫn còn thành nữa, tầng ba được rồi. Mời chị Lam ạ. Và nói rằng là thật ra thì bất cứ người phụ nữ nào cũng ảnh hưởng đầu tiên cho người đó là người mẹ, người phụ nữ ảnh hưởng đến mình. Và đúng như Hà nói thì người mẹ ảnh hưởng thì con gái chắc chắn là sẽ là con gái. Ấy, Thu Hà đã bảo là song gan luôn. Do Tú Xỉn tặng một câu xong hay thì em trả lời song gan luôn. Chính xác là như vậy. Rồi nếu mà câu trả lời này có thể phổ nhạc được thì tôi nghĩ là anh Tú Xỉn sẽ có cảm hứng, đúng không ạ? Vâng, đã được cảm ơn rất nhiều. Và hôm nay là Thanh Lam sẽ trả lời giống Hà Trần, tại vì là vì như thế cho nên là mới chơi với nhau mấy chục năm nay, chỉ là suy nghĩ giống nhau. Ngẫm ra thì là sau khi nhận thực thì Hà và Thanh Lam có cái sự hợp tác mạnh mẽ ở 2002, 2004 và cũng là mười mấy năm rồi. Trước cả thời gian này. Thế thì bao giờ thì Hà và Lam sẽ rực rỡ như là cái thời 2002, 2004 đó? Chờ là làm tía nữa hả? Đấy. Làm tía thì toàn đau lốt, không có ai. Linh phải hỏi lúc này thì nhiều nhà lắm, nhờ Linh hỏi người lắm. Nhưng nếu làm tía ra thì mọi người đau lốt của em được mua đĩa. Chị em nếu mua thì chị em làm thôi, đơn giản. Thì cũng mua không ạ? Vâng, xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn. Hà Trần mùa 4 năm sau. Nhưng mà cuối chương trình sẽ trở lại với Hà Trần. Còn chị Lam ơi, ban lấy thì Hà Trần đã chọn bài Trong Tên số 50 của Vũ Thành An để hát, phỏng theo thứ thơ Đuôi Mắt Huyền, Đẫm Lệ hay là Diễm Lệ của nhà thơ Nguyễn Nga. Thì bây giờ Lê cũng muốn mời chị nhé. Trong số những bài hát của chị, Lê xin phép được chọn một bài để nó đạt cái mạch này thì chị hát tặng mọi người được không? Cũng là Vũ Thành An. Và chị hát cho Lê và mọi người nghe bài Không Tên Cuối Cùng. Chị biết vì sao Lê chọn bài này? Chị thì chọn list bài hát và chị đang có cái hay lắm quý vị. Chị chọn khoảng 10 bài và chị bảo là hãy uống đi và cho Lam được hát bài mà Lê và mọi người thích. Xin phép quý vị lời đầu tiên cho Lê được chọn, sau đó quý vị có thể giơ tay hoặc là họ reo lên xin chọn bài hát. Còn bài này là bởi vì thế này thưa quý vị, Vũ Thành An đã yêu đến cháy lòng. Và cũng như những nghệ sĩ ở thời trước ấy, cái tình yêu mong manh mà nó không đáp ứng, vô cùng đau buồn và quyết liệt trong thơ và trong nhạc đến mức phải đặt tên bài hát là Cuối Cùng. Có nghĩa là tôi không còn thiết tha gì đâu, tôi sẽ không còn vương vấn gì nữa. Vâng,
Thế nhưng mà quý vị biết đấy, có rất là đâu. Cho nên là có đến vài chục đến cả trăm bài cung tên để sáng. Cung tên 50. Vâng ạ. Và bây giờ quý vị biết ông vẫn còn tiếp tục bắt bài cung tên tiếp theo. Thôi, bản chuyện như vậy thôi. Còn bây giờ quý vị ơi, thưởng thức Thanh Lam thôi. Xin mời. Cô làm em yêu những khi mình mặc đồ mai.
cảm ơn rất là nhiều. Em nghĩ rằng một cái câu cuối cùng của bài hát rất là đẹp nhỉ, rất là tình cảm. Xin gửi em lời nguyện cầu được bình yên, được bình yên về cuối đời. Và một câu hát rất lãng mạn. Xin em được hát một bài hát cũng về tình yêu. Bài hát của nhạc sĩ Tú Quang được phổ thơ của nhạc sĩ Hồng Thanh Quang. Bài hát này nhạc thơ viết về mối tình của mình và của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung. Bài hát với tựa đề Khúc Mùa Thu.
dù đêm vào trong cơn, còn điều chi em mãi nguyện đi tìm. Tôi đã đến cùng em và tôi biết em cũng là những buổi người thôi, nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu em ám anh tôi cho nó. Thank you.
yêu thương.